Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này để thông báo rằng nhà mình có một sản phẩm bát rời mới. Đây là những chiếc bát rời do hãng NG sản xuất, đường kính bát 25 từ 17 con 63. Mọi người nhé, đây em đo mọi người này, từ nó này, từ 17 này, bát 25 nhưng nó lên tới gần 26. Họ tính inch này. Mọi người nhé, đây gọi bát 25 nhưng đường kính ngoài gần 26. Đây chiếc bát của nó đây ạ. Em quay đằng sau cho các bác xem nha. Đây là từ. Từ và những cái kẹp từ màu đen. Dòng xương nhôm đúc mọi người nhé. Đây ạ, mọi người xem hãng này ạ. Đây là hãng dán đằng này. Đây là NG. Công suất của nó lên tới 400W và trở kháng 8 ohm. Mọi người nhé. Hai chặng nhún của nó đây. Côn nhện vàng bên trong này mọi người đấy. Xem bọn em ạ. Đó. Đây gân gân vải hai sóng tẩm dầu. Để dính này. Cái dính này thì có thể lúc nó không dính mấy nó khô. Màng giấy mỏng nhưng dai. Em quay cho bác xem cái xương của nó nhá. Xương của nó thì quá là nét luôn, dày mà nó được làm lõm xuống này, các bác này, nó sẽ cực kỳ là cứng. Con này đặc biệt là nó là quần tiếng, như thế là quần tiếng luôn này. Để quay vòng này bác để ý nha, bác xem nhé. Hàng NG này thì mình cũng xin nói luôn, chả giấu gì các bác, là Trung Quốc sản xuất mọi người nhé. Hàng hãng của nó nên độ tinh xảo là khá cao, các bác để ý cho em nhé. Và em xin công bố giá luôn, con này 1.900.000 một cặp và chưa có phí vận chuyển mọi người nhé. 1.900.000 một cặp. Để em cân thử một chiếc để xem trọng lượng nó là bao nhiêu. Trọng lượng của một chiếc bát này là 5kg các bạn. 5kg một cái. Của hãng NG. Trong cái khuôn khổ video này em chỉ giới thiệu sản phẩm và em sẽ làm một bài test chất đâm sau cho nó kỹ hơn. Bà con cô bác anh em có nhu cầu mua cái sản phẩm loa rời của hãng NG này, xin hệ trực tiếp với Huấn Audio số điện thoại 0904612323. Để được tư vấn gì đó, anh em cũng nên điện cho em. Em xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio.